Con gái Bằng Kiều 14 tuổi, cao 1m72, ăn diện kiểu nào cũng khoe đôi chân búp bê sống. Thiên Nga diện chiếc váy hồng, khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 13, đôi chân dài chuẩn hoa hậu được tô lên rõ nét. Có lẽ cô bé Hoàng Thiên Nga không còn quá xa lạ với nhiều cư dân mạng. Cô ca sĩ nhí 13 tuổi từng gây sốt khi được nam ca sĩ Bằng Kiều nhận làm con nuôi. Hoàng Thiên Nga gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo khi mới 12 tuổi đã cao 1m7. Cùng gương mặt xinh xắn với mái tóc bồng bềnh như cô công chúa. Định hướng theo đuổi âm nhạc từ bé, lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện, Thiên Nga từ bé đã được đầu tư gần như toàn diện để phát triển trong ngành giải trí. Bên cạnh phát triển những khả năng về âm nhạc, con gái nuôi Bằng Kiều cũng được đầu tư kỹ lưỡng về khoảng trang phục. Không chỉ ăn diện chỉn chu khi lên sân khấu, thời trang ngoài đời của Thiên Nga cũng vô cùng ấn tượng và biến hóa theo nhiều style khác nhau. Đặc biệt, mới đây, con gái nuôi Bằng Kiều tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý, cô nàng diện một chiếc váy màu hồng nổi bật khoe đôi chân dài ấn tượng. Kiểu dáng trẻ trung nhưng vô cùng nữ tính cũng mang đến cho Thiên Nga ngoại hình khá mới mẻ. Với phong cách thời trang mới mẻ này, Thiên Nga nhận về cơn mưa lời khen từ các fan hâm mộ. Nhiều người còn hít lời khen ngợi vóc dáng cũng như phong cách thanh lịch của con gái nuôi Bằng Kiều và cho rằng cô nàng rất có tiềm năng thành hoa hậu. Nga Hoàng xinh như hoa hậu luôn, hay con sắp là một hoa hậu thế giới rồi con gái ơi. Có thể thấy thay đổi phong cách, Thiên Nga đã nhận về nhiều lời khen ngợi. Trước đó cô nàng thường theo đuổi style thời trang mạnh mẽ, có chút bụi bặm, mang hơi hướng nhạc rock. Con gái nuôi Bằng Kiều thường ưa chuộng những bộ trang phục năng động,